Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10 tại đồn biên phòng Tả Gia Khâu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng. Khởi công tháng 6 năm 2024, kinh phí đầu tư trên 200 triệu đồng. Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng được xây dựng ở vị trí trang trọng trong khuôn viên đồn biên phòng Tả Gia Khâu. Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm Nghe lời non nước của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ biên phòng quyết tâm giữ gìn trọn vẹn bờ cõi non sông. Công trình có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là nơi để cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng cao báo công với Bác về những thành tích nổi bật trong công tác, trong lao động sản xuất, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tập đoàn HD Hà Nội và các nhà hảo tâm đã trao tặng 800 suất quà cho nhân dân và học sinh nghèo các xã Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Tả Ngài Trồ và Phan Long, tổ chức khánh thành bể nước sạch cho điểm trường thôn Tả Lùng Thắng, xã Phan Long, trị giá trên 50 triệu đồng. Ngày 19 tháng 10, tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với huyện Bát Sát tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3. Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Trịnh Tường có 10 hộ bị mất nhà hoàn toàn và 11 hộ cần phải di chuyển khẩn cấp. Để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng 37 nhà ở cho các hộ dân xã Trịnh Tường và các xã lân cận. Ngoài nguồn kinh phí trên, các công ty doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đóng góp ủng hộ giúp bà con xây dựng nhà. Mỗi lô đất tại khu tái định cư có tổng diện tích 192 m2. Các ngôi nhà được xây theo mẫu thiết kế chung, diện tích sử dụng 62 m2, móng gạch, giăng bê tông cốt thép, tường xây bổ trụ, nền láng xi măng, mái lợp tôn xốp. Theo kế hoạch, các ngôi nhà này sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành thi công các khu định cư dành cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại huyện Bảo Yên và Bắc Hà. Trong đó, huyện Bắc Hà có khu định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu và thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc. Để đảm bảo tiến độ, hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 15 tháng 12. Toàn bộ mặt bằng rộng 8,6 ha này có thể bố trí định cư cho khoảng 60 hộ dân. Trước mắt, địa phương thực hiện tái định cư cho 15 hộ bị thiệt hại do mưa lũ của thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc. Bình đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ, ngay sau khi có mặt bằng, đơn vị đã tiến hành thi công đồng loạt 15 nhà dân và điểm trường mầm non, nhà văn hóa. Làm việc liên tục 3K, quyết tâm hoàn thành trước ngày 15 tháng 12, sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch. Làm ngày không đủ thì tranh thủ sẽ làm đêm để bù lại cái tiến độ. Trên công trường, cái lực lượng thi công của chúng tôi là có khoảng 80 người. Thì trong 1-2 ngày tới, từ nay đến cuối tuần này đầu tuần sau là sẽ phấn đấu đưa lên thêm khoảng 40 người nữa, tức là tổng quân số ở đây khoảng 120 người. Thì đảm bảo sẽ với cái lượng quân số như thế là sẽ đảm bảo được cái tiến độ thi công. Tại khu tái định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, không khí trên công trường cũng đang rất khẩn trương. Theo kế hoạch, khu dân cư này gồm 32 nhà ở dân sinh, quy mô cấp 4, lợp mái tôn và các công trình trường học, nhà văn hóa. Để đảm bảo diện tích xây dựng, toàn bộ nhà ở của các hộ dân sẽ được bố trí trên 9 mặt bằng khác nhau. Chúng tôi đã tập trung với đơn vị thi công là làm 3K, tranh thủ là máy móc thiết bị và nhân công là chúng tôi sẽ bố trí làm thêm ca đêm nữa để đẩy nhanh cái tiến độ thi công. Từ nay đến 15 tháng 12 chúng tôi cơ bản sẽ hoàn thành các hạng mục đề ra theo cái dự án được duyệt. Theo đánh giá, tiến độ triển khai dự án tái thiết, xây dựng 2 khu dân cư cơ bản đảm bảo. Huyện Bắc Hà đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách trực tiếp đối với các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Khi triển khai thi công cái 2 dự án tái định cư này thì cũng gặp một số cái khó khăn vướng mắc. Ngay cả khâu giải phóng mặt bằng, địa hình, rồi thi công và vận chuyển vật liệu khó khăn. Nhưng tuy nhiên thì với cái sự vào cuộc sát sao, thì những cái vướng mắc đã được vào cuộc giải quyết ngay lập tức, không để những cái khó khăn đó kéo dài quá một ngày. Với nỗ lực của các đơn vị, những ngôi nhà ở các khu dân cư mới đang dần hiện hữu, mang đến niềm vui, kỳ vọng về một cuộc sống ổn định và ấm no cho đồng bào sau biến cố thiên tai. Hiện đang vào khoảng thời gian bà con thu hoạch lứa chè cuối năm. Dự ước năm nay, nông dân Lào Cai có thu nhập trên 400 tỷ đồng từ cây trồng chủ lực này. Hiện toàn tỉnh có 8.279 ha chè, trong đó chè kinh doanh là 5.767 ha. Năm nay giá chè búp tươi ổn định ở mức từ 8.000 đến 10.000 đồng 1 kg, giúp nhiều hộ có thu nhập khá. Trong tháng 9 vừa qua, nông dân toàn tỉnh đã thu hái được trên 2.300 tấn chè búp. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 46.780 tấn, đạt 94% kế hoạch cả năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi thu lứa chè cuối năm vào tháng 12, nông dân vùng trồng chè trong tỉnh sẽ đồng loạt đốn chè theo đúng kỹ thuật, tập trung chăm sóc để cây phát triển tốt trong năm tới. 10 tháng năm 2024, số trẻ em được sinh trong toàn tỉnh là hơn 9.000 trẻ, trong đó số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên tăng 96 trường hợp. Bắc Hà là huyện có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao nhất, chiếm 25%. Trong 10 tháng năm 2024, cũng có trên 6.300 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trên 5.800 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Qua đó phát hiện 99 trường hợp thai nhi có dị tật bất thường, 756 trường hợp trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị bệnh được quản lý, theo dõi, tư vấn. Hoạt động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng được quan tâm, đẩy mạnh và duy trì hiệu quả tại 10 xã của 5 huyện, thị xã, thành phố. Trên 27.300 thanh niên, vị thành niên đã được khám, tư vấn sức khỏe sinh sản trước kết hôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong 9 tháng năm 2024, Công an thành phố Lào Cai đã điều tra xử lý 111 vụ án với 206 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 17 vụ, 80 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Lào Cai đã điều tra xử lý 90 vụ với 180 đối tượng. Công an các xã phường điều tra xử lý 21 vụ với 26 đối tượng. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy đạt tỷ lệ cao, với 66 vụ, 152 đối tượng, chiếm gần 60% tổng số vụ án về ma túy. Còn lại là các vụ án về tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trái quy định của pháp luật. Thời gian qua, thành phố Lào Cai cũng đã tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, với những thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, việc khắc phục hậu quả sau bão lũ tại nhiều trường học của Lào Cai sẽ phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tới thời điểm này, cơ bản việc dạy và học của thầy và trò các nhà trường đã trở lại nề nếp. Để có được kết quả đó, cần đến những giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn, cũng như quyết tâm của toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phóng sự thực hiện tại huyện Bảo Yên. Trường học nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, phải di chuyển đến học tạm tại các trường khác trên địa bàn. Hiện thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Xuân Thượng đang gặp không ít khó khăn. Nỗ lực để có đủ phòng học cho 9 lớp, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đảm bảo nơi ăn ở bán trú cho 174 học sinh. Khó khăn đó là chỗ ở, vệ sinh tập trung nên nhiều lúc bất tiện. Việc tự học buổi tối ở bán trú còn gặp khó khăn do chưa có phòng học riêng, và khu vực vui chơi của chúng cháu quá khó khăn. Nhà văn hóa chúng tôi sẽ phải ngăn ra thành 3 phòng, phòng ăn và một phòng dành cho học sinh nam và một phòng dành cho học sinh nữ. Các công trình phụ trợ thì chưa có, nhà trường đã quyết tâm và khắc phục cùng nhau xây dựng toàn bộ những hệ thống công trình vệ sinh, nhà tắm, bếp ăn, kho và hệ thống điện nước để đảm bảo cho các em ăn, ngủ, nghỉ và học tập đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Sau hoàn lưu cơn bão số 3, huyện Bảo Yên có hàng chục học sinh bị chết, mất tích và bị thương. Hơn 400 gia đình giáo viên, nhân viên ngành giáo dục bị ảnh hưởng cần hỗ trợ. Về cơ sở vật chất, toàn huyện có 5 trường học bị ngập lụt nặng, 13 trường bị sạt lở, 2 trường phải di chuyển đến địa điểm an toàn để thực hiện nhiệm vụ năm học. Giữa bộn bề khó khăn, ngành giáo dục Bảo Yên đã góp sức đồng lòng khắc phục hậu quả mưa lũ, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học. Chúng tôi đã khẩn trương, nhanh chóng huy động nguồn lực tối đa tại chỗ để chỉnh trang lại trường lớp học, huy động những lực lượng tài trợ để ủng hộ sau lũ lụt, làm tốt công tác tư tưởng đối với học sinh và giáo viên đến giờ phút này tuy vẫn còn có những cái ảnh hưởng của cái cơn bão xảy ra, nhưng các thầy cô giáo cũng đã yên tâm và tập trung vào công tác nâng cao chất lượng đài trải cũng như là công tác chất lượng mũi nhọn. Chúng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ nỗ lực quyết tâm để giảng dạy thật là tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2024-2025. Quyết tâm vượt qua khó khăn, linh hoạt các phương án giảng dạy, ngành giáo dục huyện Bảo Yên cũng đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ra soát, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất trong thời gian sớm nhất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học 2024-2025. Chuyển sang những tin tức thời sự trong nước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa xử lý di chuyển thành công quả bom nặng 113 kg ra khỏi khu đông dân cư ở thôn Mai Xá, xã Do Mai, huyện Gio Linh. Trước đó nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một quả bom lớn trong quá trình thi công hệ thống trụ điện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cử các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công binh tiếp cận hiện trường để xử lý. Quả bom sót lại sau chiến tranh có ký hiệu MK8 nặng 113 kg, dài 1,1 m, đường kính 23 cm, có ngòi mũi gãy. Nhận thấy mức độ nguy hiểm của quả bom, các lực lượng chức năng và địa phương đã tuyên truyền vận động người dân sinh sống xung quanh khu vực di rời đến nơi an toàn để bộ phận chuyên môn xử lý. Đến trưa cùng ngày, quả bom đã được di chuyển thành công về điểm tập kết chờ hủy nổ. Thời điểm này, người trồng hoa thành phố Đà Nẵng đã xuống giống chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, các nhà vườn không tăng số lượng, chỉ tập trung đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng cây hoa. Tại tổ hợp tác sản xuất hoa Dương Sơn, trên diện tích khoảng 4,5 ha, 19 hộ trồng hoa cây cảnh, chủ yếu là hoa cúc, vạn thọ và hoa treo. Hiện bà con đã xuống giống khoảng 11.000 chậu, trong đó hoa cúc khoảng 9.500 chậu. Đồng thời thí điểm mô hình trồng cúc mâm xôi, vẫn là giống hoa có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng cho giá trị kinh tế cao. Tham gia mô hình, các hộ được nhà nước hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Thời tiết chưa mưa nhiều nên cây phát triển tương đối tốt. Bà con kỳ vọng một mùa hoa Tết thắng lợi. Ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc mới, thứ 2 về tỷ lệ tử vong do ung thư. Các nghiên cứu cho thấy, ung thư đại trực tràng chiếm 10% các bệnh về ung thư. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 14.000 ca mắc mới, 7.000 ca tử vong. Đặc biệt, bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên có thể trở thành mối lo ngại của bất kỳ ai. Xu hướng đang ngày càng tăng nhanh ở giới trẻ. Tuy nhiên, việc phát hiện ung thư đại trực tràng sớm sẽ có tỷ lệ sống sau 5 năm và tỷ lệ chữa trị thành công cao. Các chuyên gia khuyến cáo chế độ ăn uống nhiều chất xơ, ngủ đủ, tập thể dục và kiểm soát chất béo cơ thể có thể ngăn chặn 45% ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, tầm soát ung thư định kỳ 6 tháng một lần là cách để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, giúp kéo dài sự sống cho người bệnh. Tiếp theo là những thông tin thời sự quốc tế. Tuyên bố chung sau hội nghị đầu tiên các bộ trưởng quốc phòng của G7 diễn ra tại Italia. Các bộ trưởng quốc phòng G7 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó có Liban, nơi Liên Hợp Quốc cáo buộc lực lượng gìn giữ tại đây bị quân đội Israel tấn công. Trong vấn đề Ukraine, tuyên bố nhấn mạnh đến sự ủng hộ vững chắc Ukraine thông qua việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, gồm cả hỗ trợ quân sự trong ngắn và dài hạn. Tuyên bố chung cũng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, tuyên bố chung của các bộ trưởng quốc phòng G7 cũng bày tỏ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép ở các khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông. Thủ tướng Đức và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp ở Istanbul nhằm thảo luận thúc đẩy hợp tác song phương cũng như vấn đề di cư và tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Phát biểu họp báo chung sau cuộc gặp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cảm ơn việc Đức không còn ngăn cản các thương vụ bán vũ khí cho nước này. Tuy nhiên, trong vấn đề Trung Đông, hai nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục bất đồng sâu sắc. Về quan hệ song phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng hai bên sẽ nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên 60 tỷ đô la Mỹ từ mức 50 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Về vấn đề di cư, Thủ tướng Đức đã cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là từ Syria. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã công bố chương trình nghị sự cho hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP29 diễn ra vào tháng 11 tới tại Azerbaijan. Tại COP29, Tổng Giám đốc WTO sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của tổ chức này tham gia các sự kiện quan trọng, tập trung vào mối liên hệ giữa thương mại và biến đổi khí hậu. Trong đó có Hội nghị Hành động vì khí hậu của các nhà lãnh đạo thế giới diễn ra vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 11. Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là Ngày Tài chính, Đầu tư và Thương mại khí hậu được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 với các cuộc thảo luận về cách thương mại và đầu tư có thể hỗ trợ các dòng tài chính khí hậu và giúp các quốc gia đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.